quay nhiều vào. Chào chào bác ạ. Bác ơi, bác cho cháu biết tên của bác được không ạ? Ừ, tên là bà Sáu. Năm nay bác bao nhiêu tuổi ạ? Bà 67 tuổi. Dạ, bác là người ở đây ạ? À, bà ở Phú Châu nhưng lấy chồng về đây. Dạ, bà về đây thì được lâu chưa ạ? Được 41 năm rồi. À, dạ. Năm nay bà 67, bà về nữa, bà lấy chồng từ năm 72. Dạ vâng. Thế bà kể cho con về cái giếng này không bà? Cái giếng này thì nói chung là bà về nói thì bà đã xây các cụ, các bà ở đây nói chuyện là coi như là giếng này là giếng của mẹ. Dạ vâng. Giếng mộ mẹ nhà ta đi, cái bà cụ bà đi ấy thì là bà đi lang thang, bà đến bà ấy uống nước. Thì là bà cũng nói thì là xuống đây có tự nhiên bà chọc cái nói ra thì nó trồi nhũng lên. Thế là bà uống vào thì là bà ấy có sữa. À thế ạ. Bà có sữa xong thì là bà về bà nuôi cái đứa cháu coi như là mẹ là mất. Vâng. Thế là bà nuôi bà cho bú. Bà cho bú đến trước khi bà mất thì là coi như là nò nọc bà ở đây để thờ bà. Thờ mọ bà là giờ cứ gọi là quay cứ nằm nghĩ là khấn ba là đức mẫu mẹ. Dạ vâng ạ. Đấy, đức mẫu mẹ ở đây là với các quan đại thần. Thế một ngày ở đây có nhiều người đến xin Ôi, cái sáng trước coi một buổi sáng hơn 20 đám con nhá. Dạ. Cái sáng 2 ạ. Thế cái năm nay là nhiều nhất ấy. Năm nay lúc nào có người. Thế những cái người họ đến đây thì họ làm những ba cái là có nhiều sự tục bà dâng lễ cho người ta ba lễ. À. Một lễ ở trong cung, lễ ngoài nòi. Thế mà nếu mà con gái thì 9 vía 9.000. À, dạ. Con trai thì 7.000. Thế ba làm lễ cho ta xong thì ba hôm đầy sữa thì nên làm lễ tạ. Dạ. Đấy, nên làm lễ tạ. À, nếu có sữa thì quay lại làm lễ tạ bà. Coi như là có sữa coi như là nên làm lễ tạ. Dạ, vâng ạ. Đấy. Thế là đến cứ năm lễ ba năm lễ cho người già thì hàng trăm mẹ nữa, Hà Nội là nhiều nhất. Dạ vâng ạ. Còn Hà Tĩnh, đận Nghệ An, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Bắc Quảng Ninh, đận Hà Giang, Lạng Sơn, ôi rồi thì vô kể, nhiều lắm. Ba năm từ năm kia thì nói chung là bà được hầu cha hầu mẹ ở đây thì là bà lúc nào cũng có người. Dạ vâng ạ. Gọi đến, còn lúc lương chưa bà vừa về, bà chưa được kịp ăn cơm lại đến hỏi thăm lại đón bà đi làm lễ cho người ta. Dạ vâng. Thế ba hôm thì nhà ta xa đến thì lại đến bảo người ta bảo con làm lễ xong thì là ba hôm lên tạ mẹ. Cái giếng này nước lúc nào nó cũng trong hả bà? Đấy, lúc nào cũng trong. Bà cho xem nhé. Đấy, lúc nào cũng trong vắt lắm. Cường ớt rồi lúc nào còn với được cái dệ kia là có dệ ra này. Dạ. Có cái dệ. Tí nữa nhá. Có cái dệ nó xông ra đó, nó dệ ói ra. À, có cả cái dệ. Đấy, có cái dệ này. Dạ vâng. Ừ. Có cái dễ tí nữa là nói cả đi. Bà ơi, còn đây là cái bàn thờ gì đấy hả bà? Thờ là thờ đức bà cụ đấy. À thế ạ? Ừ, đấy là thờ đức gọi là mẫu mẹ đấy. Dạ vâng ạ. Ở trong là khấn mẫu mẹ, đức mẫu. Dạ vâng. Mẹ. Các quan đại thần, lại cô, lại cậu, lại cha, lại mẹ, 12 bà mụ nữa ở. Dạ đây. Vâng. Là các quan đại thần ở giếng quân xà ở đây. Đấy. Ở đây quang cảnh đẹp bà nhỉ? Ở đây quang cảnh đẹp. Thế còn cái bàn thờ ở gốc cây này là các quan ạ? Gốc cây có quan. À, dạ vâng ạ. Có quan bên ngoài đó, đường làm dự án là đường các ông ấy làm nam mà để. Vâng. Ơi, người ta lâu thứ vậy, xây cây nhang để cho nó cẩn thận, cho nó đẹp á. Cây nhang ở đấy à? Đó.